Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ kết hợp Dragon các bạn nha. Các bạn nhớ xem hết video để ủng hộ mình có thể ghép được những chú Dragon siêu khỏe, siêu mạnh, giành toàn thắng trong trận chiến hôm nay các bạn nha. Rồi các bạn ơi, mình đã vào trong game. Nhìn kìa, đội hình bên kia kìa, có 3 người cầm cung luôn và 2 chú Dragon. Bên mình thì chỉ có 2 chú Dragon và 2 người cầm cung các bạn ạ. Vì thế mình sẽ phải củng cố thêm nào. Rồi kết hợp vào. Wow, nhìn này. Wow, được một người cầm cung với tay kìa các bạn ơi, nhìn điêu quá các bạn ạ. Để ra đây. Rồi, kết hợp cũng năm vào. Rồi, ok. Củng cố thêm nào. Nữa nào. Rồi, kết hợp vào. Let's go. Nhận ra này mình, trận đầu tiên mình có thể giành chiến thắng không? Cố lên. Nhanh tên tên victory. Yeah. Rồi, trận đầu tiên mình đã giành chiến thắng các bạn ơi. Wow, nhìn đội hình bên kia kìa, có 3 chú Dragon luôn và đã rút đi 2 người cầm cung rồi các bạn ạ. Rồi, mình cứ thế chọn đi chiến đấu nào. Đội quân của mình rất là khỏe luôn. Thấy chưa? Lại victory trận thứ 2. Rồi, wow, lần này đội hình bên kia kìa có 2 chú Dragon kìa các bạn ơi. Dragon đỏ luôn nha. Mình sẽ kết tập 2 chú Dragon này. Mình cũng được một Dragon rõ đỏ luôn rồi. Ngon. Kết hợp cái này. Wow, lại được một người cấp cung mới nữa. Ngon. Let's go. Nào, trời ơi, đội quân bên kia kìa, nhìn kìa, yếu lắm. Ha, cố lên. Còn 2 người cầm cung nữa, nếu có thể giành chiến thắng. Có các bạn ạ, giành chiến thắng rồi, lại victory tiếp. Ok, tiếp tục nào. Lên nào, ui dù. Rất là nhiều Dragon các bạn ơi, rất là nhiều này. Rồi, let's go. Cố lên, đội quân bên kia kìa, quá là yếu luôn. Thấy chưa các bạn, yo, đã bị hạ gục hết rồi. Chỉ còn một người cầm cung và cũng bị hạ gục luôn các bạn ạ. Yeah. Ok, tiếp tục nào. Kết hợp vào các bạn ơi. Rồi, tiếp tục bên này là kết hợp vào. Rồi, ok. Rồi, let's go. Yo, các bạn ơi, nhìn hai người cầm cung của mình à. Một người siêu to và một người siêu nhỡ nhỡ các bạn ạ. Đang chiến đấu, lại victory. Ok, wow, nhìn kìa, đội hình bên kia bây giờ có một Dragon hồng luôn. Ghê quá luôn đấy các bạn ơi. Ok, mình sẽ kết hợp 2 chú này vào. Đấy, lên. Wow, nhìn nè. Mình cũng được một Dragon hồng luôn. Nào, let's go. Cố lên. Đúng rồi, anh em ơi, bánh mạnh mẽ lên nào. Đừng có thể để thua được các bạn ạ. Trận này rất là hung hăng. Đấy. Yeah, mình đã chiến thắng nữa rồi. Ok các bạn ơi, mình vừa củng cố thêm được mấy người cầm cung và mấy chú rồng luôn các bạn ạ. Kết hợp vào. Rồi, tiếp tục kết hợp vào bên này các bạn ơi. Rồi, kết hợp vào. Đây. Rồi, let's go. Yo. Liệu lần này mình có thể giành chiến thắng được không các bạn ơi? Các bạn hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết với nha. Nào. Đấy, có các bạn ạ. Victory. Ok, tiếp tục nào các bạn ơi. Wow, nhìn kìa các bạn ơi, đội hình bên kia kìa, có một Dragon gì kia. Wow, nhìn kìa, vằn ghê quá các bạn ơi. Rồi, mình sẽ kết hợp 2 người cầm cung này nha. Được một người cầm cung cấp vàng luôn. Let's go. Nào, chiến đấu đi, liệu có thể giành chiến thắng không. Cố lên. Tèng. Cố lên. Có các bạn ạ, victory. Các bạn ơi, tiếp tục nào. Nhìn đội hình bên kia kìa, 3 người cầm cung và 3 chú Dragon luôn. Ghê đấy. Không sao, đội hình của mình cứ thế này cho đi chiến đấu. Đội hình của mình mạnh mà, sợ cái gì đâu. Đúng các bạn, đấy. Bên mình vẫn còn một chú Dragon màu hồng nữa các bạn. Đấy, thấy chưa. Rồi, lại victory. Wow, các bạn ơi, nhìn kìa, đội hình bên kia lần này có 2 chú Dragon màu hồng luôn đấy. Mà không sao, đội hình của mình mạnh mà. Let's go, kiểu gì chả chiến thắng được các bạn. Các bạn hãy nhìn đây, đấy, thấy chưa. Cố lên. Bị thua rồi các bạn ơi. Ok, tiếp tục. Mình sẽ sắp xếp lại đội hình một chút rồi các bạn ạ.
đội hình của mình rất là khỏe luôn mà. Kiểu gì chẳng tranh chiến thắng. Yeah, cố lên. Yeah, yeah, yeah. Wow, yeah, yeah. Cố lên nào. Không, các bạn ạ, vẫn chưa thể giành chiến thắng được. Ok, ok, giờ mình sẽ phải củng cố thêm này các bạn ơi. Đấy, thêm vào. Rồi, rồi, đánh lên trên này. Net go, cố lên. Yeah, yeah. Wow, 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 các bạn ơi, đội hình bên kia rất là khỏe luôn. Yeah, cố lên, còn một người nữa thôi. Vẫn không thể thắng được các bạn ơi. Rồi, mình phải củng cố thêm Dragon nào các bạn ơi. Lên, lên. Rồi, 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 thêm một chú nữa để lên nào các bạn ạ. Lên, lên, ok, ok, ok. Ok, ok. Lần này rất là nhiều rồi, rất là nhiều rồi các bạn ơi. Nào, nào, đặt sang bên này. Đấy, để hai chú này xuống dưới nhé các bạn ơi. Đấy, đấy, để chú này sang bên này, để chú này sang bên này. Rồi, let's go. Yeah, yeah, mạnh mẽ nào anh em ơi. Yeah, 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 yeah. Cố lên, cố lên, đừng, đừng. Yeah, yeah, yeah. Không các bạn ơi, vẫn bị thua. Rồi, trận này các bạn hãy like video để ủng hộ mình có thể giành chiến thắng đi các bạn ơi. Yeah, mấy trận thua rồi các bạn ơi. Yeah, ghê đấy, ghê đấy, đội hình bên kia rất là khỏe luôn. Mình sẽ kết hợp lại tiếp tục nào. Rồi, để lên trên nào, để lên trên, để lên trên. Đấy, không, để cái này, để cho con lên trên các bạn ạ. Đấy, đấy, lên trên nào. Đúng rồi, đứng ở trên đi. Rồi, 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 rồi. Net go. Rồi, lần này có thể giành chiến thắng chưa? Yeah, yeah, yeah. Cố lên. Yeah, yeah, yeah. Cảm ơn các bạn đã like video để mình có thể giành chiến thắng trận này nha. Ok, ok, tiếp tục nào. Rồi, kết hợp nào. Lên, 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 lên. Rồi, lên nào. Rồi, mình sẽ kết hợp hai chú Dragon này vào với nhau. Wow, nhìn thấy được một Dragon đen xì xì xì, mặt đen xì luôn các bạn ơi. Lên, 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 lên. Rồi, 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 rồi. Rồi, để thế này đi. Let's go, xông qua lên. Yeah, yeah. Đội quân của bên kia các bạn ơi, lại yếu rồi các bạn ơi, lại bị thua rồi. Tiếp tục nào. Wow, nhìn kìa, đội hình bên kia kìa. Wow, có một chú Dragon siêu siêu to luôn các bạn ơi. Yeah, điều này mình có thể giành chiến thắng không? Cố lên, cố lên, cố lên nào. Yeah, yeah. Các bạn ơi, các bạn ơi, nhìn kìa, Dragon bên kia kìa, siêu siêu to luôn. Yeah, 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 yeah. Victory. Rồi các bạn ơi, vừa rồi mình đã kết hợp được những chú Dragon mới các bạn ơi. Và các bạn thấy video mình hay, cho mình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.